thì chị đâu có làm gì hết. Nhìn của một chú ba người hỏi rồi đó. Làm tóc thì hôi chứ làm gì có thơm. Mùi thuốc tóc ấy. Ừ, nó hôi rình. Ừ. Đau đầu luôn á. Mỗi lần đi làm tóc về là đau đầu luôn á. Bạn này mày gội dầu gì mụn đầy tóc này. Nguyên Xuân. Hả? Nguyên Xuân. Nguyên Xuân. Dạ. Giờ mới nghe luôn á. Nguyên Xuân quảng cáo rầm rộ đấy. Nó gọi thảo dược ấy. Thấy được không? Em thấy cũng bình thường. Nó có mềm tóc không? Cũng mềm đấy chị, nó không có bị khô như mình gội clear hay là mấy cái head and shoulder đâu. Trời ơi, gội với clear với head and shoulder không khô sao được. Cái này thấy nó đỡ khô hơn. Có cái dầu gội của chị kìa, đỉnh lắm. Thèm không rung một cọng tóc. Ở đâu? Chị An bán. Thế á? Mấy, 100 mấy á. Hồi lâu à, chơi tỏ chơi vừa vừa nhưng mà nó có cả dầu xạ. Một bộ của nó ấy. Dầu xạ nó lắm, trời ơi. Tóc miếng của dài. Trời ơi, bộ quảng cảm. Không thấy, thấy thấy cái hồi bà gội tóc đấy, tóc bà nhanh dài lắm. Ừ. Mới nhuộm tóc mà tóc cả khúc rồi. Chị đang tiếc cái dầu gội của chị chưa gọi. Kiểu nó còn nhiều quá. Mình thiệt phí, tiếc. Nhưng mà cũng chuẩn bị thay rồi đấy. Cái tại mày gọi mấy cái kia nó cũng đâu có quay lại được đâu mà tiếc cái gì vậy. Nhưng mà kiểu là chơi tới thì tụi em ơi. Chơi tới nha, bảo kê rồi đấy. Tính ra không ngờ Hạnh cái đi Vũng Tàu luôn á. Thì nó cũng có biển chứ có gì đâu. Thôi đi đợt này nghỉ nè. Ý là ngày thứ ba nghỉ mà. Con đường cũ gì? Rảnh. Từ lúc mà lễ tân qua rửa mặt mướn. Giờ muốn quay lại nghề. Không biết là làm mấy ngày tết.
Làm xong rồi đi cả nhắc luôn á. Đứng nhiều mà. Đây chị có gặp mấy anh bao nuôi thôi chứ. Đây chị có vô đây chị có gặp mấy anh bao nuôi thôi chứ còn hiếm mà gặp được anh nào chơi vợ lắm. Sao vô cái miệng cái như sao nó bình dữ vậy trời. Cái nghề spa cao quý này mà nó kêu đi rửa mặt mướn. Ấy à, viêm mà chứ nó đỡ.
sao ấy. Ừ. Nó cọ đúng cái chỗ đó luôn đó. Cho nó nhiều cả má luôn á. Ừ. Nó lăn lăn nó ra thế. Nó có nhân hết. Ừ. Đeo khẩu trang á. Mà nó tụt luôn, tại đây luôn, nó trên năm nó tụt lên. Đeo khẩu trang. Cái nửa trên năm thấy nó chật muốn chết. Ừ. Ủa nó có sai không ta? Không, cỡ một. To mà nhỏ đeo được hết. Mà to mà nhỏ thì đeo muốn nó tụt đấy. Cái bự. Đeo cái gì? Ý có tụt ra. Nó tụt xuống ấy. Em thấy cái đấy dành cho mặt người mặt bự hơn ấy. Nghe thấy giống mình quá hả? Giống cái gì luôn. Nhưng mà ý là mình biết chăm sóc da thì nó sẽ hạn chế nổi nhiều lên. Nhưng chắc mình bữa nào mình stress là mình ăn đồ cái nóng rồi, tới ngày thứ hai nó vẫn nổi một cái cục. Ý là nổi, nó nổi tại còn quá
quen là có giống đời luôn á. Nổi dày 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 đúng rồi, vậy chị thấy giống như bên đây không? Nó hoài đó. Hôm bữa là trên chán nó buồn nó rồi nó xuống đây vậy đó, nó chia khu ra nổi chứ nó không lên. Ấy bữa nay sao nhiều nhỉ? Em á. Ừ. Ừ. Đi 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 rồi kìa. Ừ. Vẫn dùng mà người ta em vẫn dùng mọi người mới thêm mấy cái kia rồi. Ban mặt đó. Ba uống hôm nay thì cách 2 tháng liên rồi. Anh quay cái dài anh thôi, đừng quay cái mặt em nha. Dao mà, đâu quay mặt đâu. Mặt nó ghê lắm. Nhưng mà khu em thì nó
Cái cổ này có mấy ít mụn vậy? Chưa lấy xong hả? Đó là nhiều mụn li ti hơn chị. Nhưng mà vùng rìa nhiều nha. Vậy chị. Ở giữa mặt ta lại không có nhiều. Dạ. Ý trước thì em dùng dầu gội đấy hay là đội mới? Trước thì em vẫn dùng mà. Dầu gội thì em gội hình như nó đưa vào mặt đâu ta. Cái chân tóc. À chân tóc à. Cái vùng rìa. Dạ. Hay là không hợp ta. Thế giờ em vẫn xài đi không? Mấy thật này mà cứ ướt trước rồi. HA hay là BHA? BHA đẩy mụn mà. Đây một tác nhân BHA đây này. BHA là đẩy mụn tanh luôn á. Ừ. Đẩy mụn nhiều luôn á. Nó làm khô da chứ không phải là nó làm bớt dầu đâu. Khô da bớt trên ý. Đúng rồi, nó làm khô da cái bề mặt da của mình nhá. Giờ mà không bỏ mà xài thì nó càng cứ mụn vậy, nó có bớt đâu. Đi xe lại cho người ta. BHA là chỉ xài giống như dạng tẩy tế bào chết thôi. Một lần thôi. Tuần xài hai lần cũng bằng rồi đấy. Đây nhân chứng sống đây. Nó đẩy lên. Nó đẩy một viêm thôi nha. Đẩy ghê lắm. Không kiểm soát được luôn á. Cô bao ghi đấy. Lên TikTok học không à? Mấy cái đấy bác sĩ cho không á? À. Nhưng mà cũng lâu lâu cũng có người thành công. Nhưng mà không có mình. Giờ tiếc gì thế, nhưng mà nó vẫn cứ lên mụn thì biết làm sao vậy? Thì phải bỏ đi thôi chứ. Mình chỉ mụn mà. Mấy cái loại kia thì kêu là được. Ờ thì ý là cái loại nào xài được thì xài chứ đừng có. Cái loại không xài được mà cứ cố xài thì nó sẽ càng lên mụn đấy. Những cái vùng rìa này mới nhiều dữ vậy ta. Em không hiểu nữa. Rửa mặt thì nó không có nha. Chỗ này này, nó không có. Cái vùng rìa thì nó rất là nhiều. Nhưng mà mấy vùng đấy thì em cũng rửa mình sạch mặt mà ta. Mình không hiểu. Một cái ngắn còn lấy thì còn khô, lấy mụn nó chân sâu có mà khô. Nói chung nó cũng có nhưng mà nó ít lắm, nó rộng nó ít lắm. Nó đẩy lên nhiều hơn thì có chứ rộng thì không nhiều mà đẩy thì nhiều. Nó đẩy cho banh sát luôn. Xài mấy cái đấy chỉ có xài không, da khỏe nó xài được, không để tin non thôi. Ừ. Nhưng mà để tin non thì phải da khỏe cơ. Ừ. Yếu không xài được. Làm yếu đẩy nên cũng banh mặt. Nó chóc da ấy. À. Không, hồi xưa xài không bị chóc. Để tin non mà không bị chóc hả? Không chóc thì luôn. Em xài anh chè mà em mới bị bắt chóc. Chè nó mạnh hơn. Ừ. Rìa nó xài bình thường luôn. Rìa bao nhiêu? Rìa một chấm. Một chấm luôn. Dạ. Ô gì đó. Hồi xưa em xài dề này ra ngon ngon này, thì em bay lên chế nó bị banh xong mà BHA nữa nó banh phẳng bằng phẳng bằng luôn. Không ra đấy nó yếu hẳn luôn đấy chị. Giờ quay lại chắc xài dề thôi. Sau này đẹp nó xài dề nó an toàn. Xài dề tuần xài một lần hai lần thôi.
để cho nó ấy cái da thôi, chứ mình tuyển dưỡng trẻ hóa cái da mình thôi chứ còn mà xài chế nó mạnh lắm. Da chị muốn chị còn không dám xài chế tí non mà. Thế á, chị xài chế à? Ừ. Nó chọc ngứa muốn chết. Da chị sao khô ấy. Nó nhanh khô. Da chị da dầu quá. Da dầu hả? Được rồi. Để sức hết dưới này hả chị nhỉ? Hả? Sức tương mộ này. Làm gì mà trợn mắt thế rồi nghe bỏ. Ói.